chết vì bẫy chuột. Ngày xưa có 5 con chuột, một con gà, một con heo và một con bò kết bạn với nhau và cùng sống trong một nông trại xa xôi, cách biệt với mọi thứ. Bầy chuột sống ngay trong nhà chủ nên thường xuyên có dịp giúp đỡ chúng bạn. Mỗi khi nghe ông bà chủ muốn làm món gà rán, chúng bảo ngay cho con gà đi trốn. Khi nghe bà chủ muốn làm món xúc xích heo để ăn tối, chúng lập tức báo cho con heo biết và con heo liền lăn ra đất giả vờ bệnh. Và khi nghe bác nông dân muốn làm bữa bò nướng, chúng liền báo cho con bò biết để tạm lánh sang cánh đồng khác. Vì thế mà con gà, con heo và con bò đều gọi chúng là năm chú chuột thông minh. Một chiều nọ, một trong số năm con chuột nhìn thấy bác nông dân đang mở một thùng đồ qua khe nứt trên vách tường. Và nó gần như nín thở khi thấy bên trong cái thùng đó là một cái bẫy chuột. Ồ không, họ sẽ quay chúng ta lên mất, chúng ta tận mạng rồi. Nó bảo với đám chuột bạn và hỏi: giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế là đám chuột quyết định đến nhờ bà gà giúp đỡ. Cục cục cục, bà gà đáp: cái bẫy chuột bé tí thì hại gì đến ta kia chứ. Đám chuột hết sức ngạc nhiên khi bà gà thậm chí còn không thèm an ủi chúng, chứ đừng nói gì đến giúp đỡ, dù chúng đã từng giúp bà ta trước kia. Thế là đám chuột bèn đến gặp bác heo. Ụt ịt ụt ịt. Bác heo trả lời: ta đang rất bận, ta sẽ trả lời các cháu sau nghe. Nhưng xét cho cùng thì cái bẫy chuột có ảnh hưởng gì đến ta kia chứ. Một lần nữa đám chuột hết sức thất vọng. Thế là cả bọn bèn đến gặp người bạn anh dũng và to lớn nhất của mình là bà bò. Bà bò bận nhai cỏ đến nỗi thậm chí không có thời gian để ụm bò. Sau khi nghe đám chuột hết lời cầu khẩn, bà bảo: thôi được, ta sẽ suy nghĩ lại về chuyện này, mặc dù đó không phải là chuyện của ta. Đám chuột trở về nhà mà lòng không khỏi sửng sốt trước thái độ của ba con vật kia, nhất là sau tất cả những lần chúng đã giúp họ thoát mạng. Đêm đó, trong lúc đi tìm thức ăn, một chú chuột đã giẫm phải cái bẫy chuột và tách. Thế là chú đi thẳng lên thiên đàng. Vì lúc sống chú vốn rất tốt bụng, bốn con chuột còn lại nghe thấy âm thanh đó bèn đến giúp chú chuột xấu số. Nhưng chúng chẳng làm được gì trước một người anh em đã qua đời. Cả bọn khóc than thảm thiết. Nghe thấy tiếng bẫy sập, và bác nông dân bèn ra xem sao, thì thấy một con chuột đã chết, bên cạnh bốn con còn lại đang khóc than đau khổ và lần lượt ôm chầm lấy nhau. Trước cảnh tượng đó, vợ bác nông dân thét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau, vợ bác nông dân vẫn còn sốc và nằm liệt giường. Bác nông dân bèn nghĩ cách giúp vợ khỏe lại. Thế là bác nghĩ đến món súp gà. Bác bắt bà gà giặt lông nấu súp cùng chút muối và tỏi. Chẳng mấy chốc mà bạn bè của họ biết tin vợ bác nông dân bị ốm. Thế là họ kéo nhau đến thăm, khiến bác nông dân phải nghĩ cách thết đãi họ. Thế là bắt thịt bác heo để làm món sườn nướng đãi khách. Nhưng bất hạnh thay, vợ của bác nông dân không bao giờ trở dậy nữa và qua đời. Rất nhiều người đến dự đám tang của bà, và bác nông dân đã làm món bánh mì kẹp thịt bò nướng để đãi họ. Câu chuyện là vậy đó. Cái bẫy chuột bé nhỏ đã giết chết con gà, con heo, con bò như thế đó. Bởi thế mà bạn đừng bao giờ nghĩ rằng đó không phải là chuyện của tôi. Vì một khi bạn bè đã cần đến sự giúp đỡ của bạn, thì chuyện đó cũng liên quan đến bạn. Và đó cũng chính là ý nghĩa của tình bạn. Những vị sư già không bao giờ nói dối. Hàng năm, các thầy theo dòng của chúng tôi dành ra 3 tháng ở lại một chỗ để ở ẩn và tu tập. Câu chuyện về sau là về một kinh nghiệm tu tập đã được truyền lại đến các tăng ni đời sau. Một lần, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ ở ẩn như vậy, thì một thầy tu già nọ
dừng chân trước nhà của một người nông dân nghèo. Mặc dù rất nghèo, nhưng người chồng vốn sùng đạo Phật vẫn mang cho vị thầy nọ ít thức ăn và mời ông ở lại đó để tu tập trong kỳ ở ẩn. Tôi có thể dựng cho thầy một túp lều nhỏ trên cánh đồng yên tĩnh cạnh con sông, thưa thầy. Và vợ tôi sẽ rất vui khi được chăm lo cơm nước cho thầy. Bù lại, chúng tôi chỉ dám nhờ thầy chỉ cách thiền mà thôi. Thế là vị sư già đồng ý. 3 tháng trôi qua, cả nhà bắt nông dân, từ vợ chồng đến con cái, đều yêu quý vị sư già thông thái và tốt bụng đó. Họ yêu quý ông đến mức khi hết mùa ở ẩn, cả nhà đều khóc và năn nỉ ông ở lại khi vị sư già thông báo đã đến lúc ông phải ra đi. Tôi không thể ở lại lâu hơn được, vị sư già đáp. Tuy nhiên, để đáp lại sự chăm sóc chu đáo, tôi muốn giúp đỡ gia đình ông. Vài hôm trước, trong lúc thiền sâu, tôi nhìn thấy một kho báu lớn được chôn gần đây. Tôi muốn nó thuộc về gia đình ông. Hãy nghe cho kỹ và làm theo lời dặn của tôi. Gia đình ông sẽ không bao giờ phải nghèo đói nữa. Cả nhà ngừng khóc và chăm chú lắng nghe lời vị sư già. Họ tin ông vì các vị sư già không bao giờ nói dối. Khi trời rạng sáng, ông hãy mang cung tên đứng trước cửa nhà và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng. Rồi để tên rơi. Nơi mũi tên rơi xuống đất chính là nơi chôn giữ kho báu mà tôi nói. Tối hôm đó, nhà sư ra đi. Hôm sau, cả gia đình nông dân nọ thức dậy trước cả bình minh vì không ngủ được. Bác nông dân đứng trước hiên nhà với cung tên sẵn sàng. Còn người vợ thì mang xẻng đào đất. Họ có cảm giác như ngày hôm đó, mãi thật lâu mặt trời mới chịu ló dạng. Và cuối cùng, khi mặt trời vừa lên, bác nông dân vội bắn tên ngay và cả nhà chạy theo dấu vết của nó. Khi đến nơi tên rơi, bác nông dân bèn bảo vợ đào đất lên ngay. Bà hăng hái đào, càng lúc càng sâu xuống lòng đất. Thế nhưng, bà không tìm thấy gì cả, mà thay vào đó, họ còn gặp rắc rối. Mũi tên rơi xuống lãnh thổ của người giàu có, và ông ta đã bắt gặp họ đang đào xới trong đất của mình. Các người không thể đào hố trong đất của người khác như thế. Ông ta hét to vào mặt bác nông dân. Tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ đưa các người vào tù. Lỗi là tại ông ấy, người vợ thanh minh. Ông ấy bảo tôi đào ở đây. Không phải, đó là lỗi của vị sư già, người chồng nói. Ông ta cam đoan với chúng tôi rằng sẽ tìm thấy kho báu ở đây. Vị sư già à, người địa chủ chất vấn. Các vị sư già thường không nói dối. Thế ông ta nói gì với các người? Ông ta bảo chúng tôi đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Và tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Nghe xong, người địa chủ thốt lên. Thôi, tôi biết tại sao các ngươi không tìm thấy kho báu rồi. Hãy nhìn lại ngươi mà xem. Nhà ngươi đói ăn đến nỗi không đủ sức để dương cung cho chính xác. Ta có đề nghị này với các ngươi. Sáng mai, ta sẽ đứng trước hiên nhà của các ngươi và bắn cung. Khi nào tìm thấy kho báu, chúng ta sẽ chia đôi. Bác nông dân không còn lựa chọn nào khác, nên đành chấp nhận đề nghị đó. Thế là rạng sáng hôm sau, người địa chủ cầm sẵn cung tên, đợi mặt trời lên trước hiên nhà của bác nông dân. Còn bác thì cầm trên tay cây xẻng. Âu cũng là cái nghiệp của ông ta phải trả khi phải đào đất hôm nay, vì ông đã bắt vợ mình đào đất hôm qua. Khi mặt trời vừa ló dạng, người địa chủ bèn bắn tên. Lần này thì tên bay có xa hơn thật. Tất cả bọn họ chạy theo mũi tên và bắt nông dân bắt đầu đào đất tại nơi nó rơi xuống. Thế nhưng, còn hơn cả lần trước, bác chỉ chuốc lấy thêm tai họa mà thôi. Mũi tên rơi xuống mảnh đất của một vị tướng và ông ta bèn cho lính bắt họ. Các ngươi không thể phá hoại đất đai của ta như thế, vị tướng thét lên. Ta sẽ sai lính chặt đầu tất cả bọn ngươi. Là do lỗi của ông ta, thưa ngài, bác nông dân chỉ về phía người địa chủ và biện hộ. Ông ta bảo tôi đào ở đây. Đó là lỗi của vị sư già, thưa ngài, người địa chủ đáp.
ông ta cam đoan chúng tôi sẽ tìm được kho báu ở đây. Vị sư già nào? Vị tướng tra hỏi. Các vị sư già không bao giờ nói dối. Thế ông ta đã nói gì với các ngươi? Ông ta bảo chúng tôi đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và bắn về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Và tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Nghe xong, vị tướng tuyên bố: À, ta biết tại sao các ngươi không tìm thấy kho báu rồi. Một người dân bình thường thì biết gì về cung tên kia chứ? Chỉ có một người lính được huấn luyện như ta mới biết cách dùng cung tên. Ta đề nghị thế này, sáng sớm mai ta sẽ bắn cung tên và khi tìm thấy kho báu, chúng ta sẽ chia đều làm 3 phần. Thế là sáng hôm sau, vị tướng cầm sẵn cung tên đứng trước hiên nhà của bác nông dân, đợi mặt trời mọc. Còn người địa chủ thì cầm xẻng để đào đất. Khi mặt trời vừa lên, vị tướng bắn tên một cách chuyên nghiệp. Mũi tên bay thật xa. Tất cả họ chạy theo nó, cho đến nơi nó rơi xuống, và người địa chủ bắt đầu đào một cái hố to. Thế nhưng, ông ta chẳng tìm thấy gì cả, ngoài rắc rối to hơn. Mũi tên đã rơi vào giường của cung điện nhà vua. Thế là cả đám bọn họ bị quân lính bắt giữ, xiềng xích và dẫn lên trình nhà vua. Các ngươi đã phạm trọng tội khi phá hỏng giường thượng uyển của ta, nhà vua nói. Tại sao các ngươi làm vậy? Lỗi là tại ông ấy, thưa bệ hạ, vị tướng nói và chỉ vào viên địa chủ. Lỗi là của hắn, thưa nhà vua, viên địa chủ nói và chỉ vào bác nông dân. Thưa ngài, lỗi chính là ở vị sư già, bác nông dân thanh minh. Ông ấy bảo chúng tôi sẽ tìm thấy kho báu. Nhà sư già ư? Nhà vua hỏi tiếp. Các nhà sư già không bao giờ nói dối. Thế ông ta đã bảo các ngươi những gì? Ông ta bảo chúng tôi đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Nghe xong, nhà vua không hiểu tại sao họ vẫn không tìm thấy kho báu. Thế là người cho lính đi tìm vị sư già về cung để nghe ông ta giải thích. Quân lính tìm thấy ông và mang ông về trình diện với đức vua. Này nhà sư già, đức vua hỏi một cách tôn kính. Ông đã khiến cho tất cả những người này gặp rắc rối vì câu chuyện về kho báu chôn dưới đất của ông. Ông hãy giải thích rõ đi. Thưa bệ hạ, đó không phải là một câu chuyện bịa đặt. Những vị sư già không bao giờ nói dối. Vị sư già bắt đầu giải thích. Họ không tìm thấy kho báu là vì họ không chịu lắng nghe cho kỹ. Vậy họ đã bỏ sót phần nào? Nhà vua hỏi. Thưa bệ hạ, tại sao sáng mai ngài không đến nhà của bác nông dân? Tôi sẽ chỉ cho bệ hạ thấy họ đã làm sai lời tôi dặn như thế nào. Tôi cam đoan ngài sẽ tìm thấy kho báu. Nhưng tôi cũng đề nghị kho báu đó được chia đều cho 4 người, là nhà vua, vị tướng, người địa chủ và bác nông dân. Nhà vua đồng ý. Thế là sáng hôm sau, nhà vua, vị tướng, người địa chủ và nhà sư già có mặt tại túp lều của bác nông dân. Vị sư già lặp lại lời chỉ dẫn của ông. Hãy đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng rồi để tên rơi. Tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Khi đứng trước cửa nhà của bác nông dân, nhà vua cẩn thận quay sang nhà sư để hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn mình không làm sai. Thưa bệ hạ đã làm đúng rồi ạ. Nhà sư nói. Sau đó, nhà vua dương cung tên. Đúng rồi, thưa bệ hạ. Và nhà vua ngắm mũi tên về phía mặt trời mọc. Vẫn đúng, thưa bệ hạ. Khi mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, nhà vua vừa định bắn tên thì vị sư già la lớn: Dừng lại, sai rồi, thưa bệ hạ. Nhà vua dừng tay, nhìn nhà sư đầy lúng túng. Thưa ngài, ngài hãy nghe đây, rồi để tên rơi. Nhà vua dừng lại trong giây lát, ngài suy nghĩ, cuối cùng ngài đã hiểu ra và mỉm cười. Nhà vua buông tay, mũi tên tự rơi xuống đất, nằm giữa 2 bàn chân nơi ngài đứng. Sau vài nhát xẻng, họ đã tìm thấy một kho báu lớn đến nỗi chỉ cần 1/4 số đó cũng đủ khiến nhà vua hài lòng, chứ đừng nói chi đến vị tướng và người địa chủ
hay thậm chí là gia đình bác nông dân. Nhà sư già giải thích thêm rằng, khi ta bắn đi một mũi tên tham vọng nhằm mưu cầu hạnh phúc, thì thường là ta chẳng nhận được gì ngoài rắc rối và phiền toái. Nhưng nếu đã dừng cung nhắm bắn rồi mà còn có thể buông mũi tên dục vọng ra để nó rơi xuống ngay dưới chân, thì đó chính là lúc bạn tìm ra kho báu của sự viên mãn. Nó đầy, nó nhiều đến nỗi ngay cả các vị vua cũng lấy làm hài lòng. Tôi đoan chắc với bạn, câu chuyện trên là có thật, cả điều sâu sắc mà vị sư già truyền thụ, bởi vì vị sư già không bao giờ nói dối. Cái vỏ và cái bên trong. Vài năm trước, có một làn sóng dư luận đầy phẫn nộ và hỗn loạn lên án một viên cai ngục ở trại tù Vịnh Guantanamo vì y đã ném một quyển sách linh thiêng nào đó vào bồn cầu và xả nước. Ngay hôm sau, một phóng viên của tờ báo địa phương gọi cho tôi và bảo rằng anh ta chuẩn bị viết một bài báo về hành vi xúc phạm đó, nên muốn hỏi tôi cũng như tất cả các nhà lãnh tụ tôn giáo lớn tại Úc một câu gần giống nhau. Câu hỏi đó là: ông sẽ làm gì nếu thấy có người bỏ quyển kinh Phật vào bồn cầu của ông rồi xả nước? Không chần chừ, tôi đáp ngay: thưa ông, nếu thấy một người bỏ quyển kinh Phật vào bồn cầu rồi còn xả nước nữa, thì việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho người thợ sửa ống nước. Người phóng viên phá lên cười một hồi và thú thật với tôi, đó là câu trả lời có lý nhất mà anh từng nghe. Tôi giải thích sâu hơn rằng người ta có thể cho nổ các tượng Phật, thiêu đốt các ngôi chùa hay cho giết các tăng ni, vân vân. Họ có thể hủy diệt tất cả những thứ đó, nhưng tôi không bao giờ để họ hủy diệt tinh thần Phật giáo. Bạn có thể ném một quyển kinh Phật vào bồn cầu và dội nước, nhưng tôi sẽ không bao giờ để bạn xả nước cuốn trôi lòng vị tha, sự hòa bình hay lòng trắc ẩn. Bản thân quyển kinh không phải là một tôn giáo, cũng như tượng Phật, những chùa chiền hay người tu hành. Chúng ta phải tự hỏi những cuốn sách kinh dạy chúng ta điều gì, bức tượng kia là biểu tượng cho cái gì, và đâu là những phẩm chất mà một người thầy tu phải là hiện thân. Một khi đã nhận ra sự khác biệt giữa cái vỏ và cái bên trong, chúng ta sẽ gìn giữ được cái bên trong ngay cả khi phần vỏ đã bị hủy diệt. Chúng ta sẽ lại in những quyển kinh khác, xây thêm những ngôi chùa và các bức tượng mới, thậm chí sẽ đào tạo thêm nhiều tăng ni hơn. Tuy nhiên, một khi chúng ta đã đánh mất tình yêu và sự tôn trọng đối với người khác và bản thân, thay thế chúng bằng bạo lực, thì có nghĩa là cả tôn giáo đã bị xả nước cuốn xuống bồn cầu. Điều chúng ta thật sự muốn. Sáng nào tu viện trưởng cũng thức giấc từ rất sớm. Tuy nhiên sáng nay ông bị đánh thức vì có tiếng di chuyển trong phòng thờ gần bên. Điều này khá lạ, bởi giờ này hầu hết các nhà sư đang ê a đọc kinh buổi sáng, cho nên ngài bèn đi kiểm tra xem thế nào. Trong bóng tối, ngài trông thấy một bóng đen phủ kín đầu của một tên trộm. Anh muốn gì anh bạn? Tu viện trưởng nhã nhặn hỏi. Đưa cho ta chìa khóa thùng từ thiện, để đây thiện kia. Tên trộm vừa nói vừa búa mai trên tay một con dao dài sáng loáng. Vị tu viện trưởng tuy trông thấy vũ khí nhưng không hề sợ hãi. Ông chỉ động lòng thương xót cho con người trẻ tuổi kia. Dĩ nhiên rồi, ông nói và chậm rãi đưa cho hắn chiếc chìa khóa. Vừa lúc tên trộm điên cuồng dốc sạch thùng công đức, vị tu viện trưởng để ý thấy gương mặt của anh ta tái nhợt, gầy gò, còn chiếc áo khoác ngoài thì đã sờn rách. Đã bao lâu rồi con chưa ăn uống vậy, cậu trai thân mến? Cắm miệng! Tên trộm gầm gừ. Trong tủ chén cạnh thùng công đức có ít thức ăn đó, con cứ tùy nghĩ dùng. Tên trộm sừng lại trong giây lát, vẻ bối rối. Sự quan tâm của vị tu viện trưởng đến sức khỏe của hắn đã làm tên trộm phải sững lại. Tuy vậy, hắn vẫn lăm lăm con dao trong tay, hướng về phía ông,
và vội vã nhét đầy tiền và thức ăn vào các túi. Đừng có mà gọi cho cảnh sát hay tính chuyện gì đó. Tên trộm la lớn. Tại sao ta phải gọi cảnh sát gì chứ? Vị tu viện trưởng từ tốn đáp. Món tiền từ thiện đó là để giúp cho những người nghèo khó như con. Và ta đã cho phép con lấy thức ăn thoải mái. Con có lấy cắp gì đâu nào. Hãy bình an ra về. Hôm sau, tu viện trưởng giải thích cho các sư thầy và bác điều hành tu viện những gì đã xảy ra. Tất cả họ đều tự hào về ông. Vài ngày sau đó, vị tu viện trưởng đọc báo thấy tên trộm kia đã bị bắt trong lúc trộm đồ ở nhà khác. Và lần này hắn bị kết án 10 năm tù giam. Rồi 10 năm sau đó, một sáng nọ, vị tu viện trưởng ấy cũng thức dậy sớm bởi tiếng động do ai đó gây ra trong phòng thờ. Ông trở dậy đi xem sao, thì quả đúng như bạn dự đoán. Ông cũng gặp lại tên trộm năm xưa đang đứng cạnh thùng tiền từ thiện với một con dao sáng loáng. Ông còn nhớ tôi chứ? Tên trộm nói lớn. Có. Vị tu viện trưởng thở dài và cho tay vào túi. Đây, chìa khóa đây. Chợt tên trộm mỉm cười, bỏ con dao xuống và kẻ nói. Thưa ngài, ngài hãy cất chiếc chìa khóa đi. Suốt gần ấy năm dài trong tù, không ngày nào là tôi không nghĩ đến ngài. Ngài là người duy nhất tử tế với tôi trong đời. Chỉ có ngài mới thực sự quan tâm đến tôi. Phải, tôi đã trở lại để tiếp tục ăn cắp. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng lần trước mình đã lấy nhầm thứ. Lần này tôi đến để đánh cắp bí mật của lòng tốt và sự bình an nội tại. Đó là điều tôi thật sự muốn có hơn tất cả. Xin ngài hãy cho tôi chìa khóa của lòng trắc ẩn. Hãy nhận tôi làm đệ tử của ngài. Chẳng bao lâu sau, tên trộm ấy đã trở thành một nhà sư và trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Đó không phải là sự giàu có về tiền bạc, vật chất, mà là sự giàu có về lòng bác ái và sự bình an nội tại. Đó cũng chính là điều mà tất cả chúng ta thật sự muốn có. Thật là một sự đánh cắp đáng giá. Chết tiệt. Trong một chuyến đi giảng dạy ở Bắc Mỹ, tôi đã chia sẻ với mọi người một hình ảnh ẩn dụ thú vị như sau. Khi bạn dẫm phải phân chó, đừng nổi cáo và lập tức quẹt đế giày vào đâu đó để khử phân chó ra. Thay vào đó, hãy mỉm cười và để yên. Cứ bước, cứ mang nó về nhà. Sau đó, bạn có thể bón chỗ phân ấy vào gốc táo trong vườn nhà. Thế là năm sau, bạn sẽ có những quả táo ngon ngọt, mọng nước hơn. Nhưng bạn phải nhớ rằng, khi bạn cắn vào chỗ táo thơm ngon ấy, cũng có nghĩa là bạn đang ăn chỗ phân chó ngày nào. Chỉ có điều là giờ đây chúng đã chuyển hóa thành những quả táo bồng nước thơm ngọt. Tương tự bất kỳ cuộc khủng hoảng nào mà bạn trải qua trong đời cũng giống như việc bạn dẫm phải phân chó. Thay vì giận dữ, đắng cay hay chán nản, hãy mang chúng về nhà và bỏ, và chuyển hóa chúng vào tim của bạn. Rồi bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn, giàu lòng nhân ái hơn. Bởi sự thông thái sâu sắc và tình yêu ngọt ngào ấy chính là từ những đống phân cuộc đời chuyển hóa mà thành. Sau một vài giờ thuyết trình bài giảng ấy, tôi đã vô tình dẫm phải một đống phân chó thật tại một chốt đèn đỏ trên đường. Người tài xế của tôi vốn vừa được nghe về hình ảnh ẩn dụ sâu sắc ấy đã không cho tôi bước vào trong xe nếu tôi không lau sạch chỗ phân dính trong giày. Quả thật anh ta đã nhổ toẹt vào bài giảng của tôi. Nhưng đó cũng là vấn đề đương đại mà rất nhiều người đang đối diện. Những người đó, họ sống trong những căn hộ ngăn cách với thiên nhiên. Họ không dành ra một khoảng không cho những mảnh vườn để phân chó còn chuyển hóa được thành trái ngọt. Vì chính khách và cái giếng. Đôi khi trong đời, bạn không dẫm phải phân chó mà bị ai đó ném bùn xuống đầu mình. Và câu chuyện sau sẽ cho bạn lời khuyên phải làm gì trong tình huống đó.
có câu chuyện về một vị chính khách vốn nổi tiếng lắm mua mèo. Một hôm đang đi dạo trong rừng thì bị ngã xuống một cái giếng quan. May mắn thay, bên trong cái giếng không có nước và hộp sọ của anh ta cũng đủ cứng nên chẳng hề hứng chi. Tuy nhiên cái giếng lại quá sâu và anh ta không tài nào leo lên được. Thế là vị chính khách ấy ra sức kêu cứu. Thường thì sau vài giờ kêu la, con người ta sẽ bị khan tiếng. Nhưng vì vốn là một chính trị gia chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm, cho nên sau 3 giờ kêu cứu, anh ta vẫn bình thản như không. Khi đó, có một bác nông dân đi tới. Bác nghe thấy tiếng kêu và phát hiện ra vị chính khách dưới đáy giếng. "Giúp tôi với," vị chính khách nói. "Không bao giờ," bác nông dân trả lời, chứ nhận ra người dưới giếng là ai. Bác nông dân vốn căm ghét với chính trị gia, nhất là những kẻ cực kỳ mềm mỏng, khéo léo. Lại thêm, bác ta vốn đã tính trước chuyện phải lắp cái giếng nguy hiểm lại. Thế là nhất cử lưỡng tiện. Bác ta rút cái xẻng mang theo bên người ra và xúc đất đổ xuống giếng. Vừa chôn sống được vị chính khách lẫn xóa sổ luôn cái giếng hoài. Ban đầu, vị chính khách không hề cảm thấy có điều gì là bất thường, chỉ thấy mớ bùn đất đầu tiên rơi xuống đầu. Tuy nhiên, khi nhận ra ý định của bác nông dân muốn chôn sống mình, anh ta cất tiếng kêu la, đạt đến một âm vực cao chót vót mà thường chúng ta chỉ có thể nghe được trong thời gian vận động tranh cử. "Tôi hứa sẽ giảm thuế cho ông. Tôi đảm bảo sẽ tăng mức trợ cấp cho nông dân. Tôi thề là tôi sẽ cho tất cả một con bò để chăm sóc sức khỏe miễn phí. Hãy tin tôi đi." Khi nghe câu "hãy tin tôi đi", bác nông dân càng hăng hái xúc đất bỏ xuống giếng mạnh hơn. Vị chính khách bắt đầu kêu la trong tuyệt vọng. Sau đó anh ta im lặng. Nghe vậy, bác nông dân nghĩ rằng mình đã chôn sống được vị chính khách nên xúc đất chậm lại. Bác ta chăm chú xúc đất đến nỗi không hề nhận ra một nhúm tóc trồi lên trên miệng giếng. Bác ta xúc thêm được một lúc nữa thì xuất hiện một cái đỉnh đầu. Và sau đó bác ta xúc thêm ít đất đổ vào miệng giếng thì bác ta trông thấy gương mặt tươi cười của vị chính khách. Sững sờ, bác ta không tài nào xúc đất thêm được nữa. Vị chính khách đó đã quyết định không kêu ca về đám đất bẩn thỉu mà người khác đang hất xuống đầu mình. Thay vào đó, anh ta rũ bỏ chúng và chôn chặt chúng dưới chân mình. Và cứ thế, mỗi xẻng xúc đất hất xuống là giúp anh ta đứng cao thêm vài cm. Và giờ đây, anh ta đã đủ cao để leo lên khỏi cái giếng và tưởng thưởng cho người nông dân ấy bằng những chuyến viếng thăm của các chuyên gia y tế và nhân viên thu thuế. Bài học rút ra từ câu chuyện này là khi cuộc đời đổ xuống đầu bạn những đống bùn, hãy rũ bỏ chúng, nén chặt chúng dưới chân. Và nếu làm được như vậy, bạn sẽ luôn có thể khiến bản thân đặt chân lên một tư thế ở tầm cao hơn nữa trong đời. Cách tiếp nhận sự tán dương. Năm 2004, tôi được trao huân chương John Curtin danh gia, được đặt theo tên vị thủ tướng nước Úc thời Thế chiến thứ hai. Sau những thể hiện, những phẩm cách của tầm nhìn, sự dẫn dắt tâm linh và các hoạt động cộng đồng ở Úc, lễ tuyên dương và trao huân chương diễn ra trước sự chứng kiến của những vị chức sắc của trường đại học Curtin ở thành phố Perth. Trong bài cảm ơn ngắn, tôi được đề nghị trình bày sau khi nhận huân chương. Tôi đã nhấn mạnh vào niềm vinh hạnh lớn lao và sự bất ngờ, bởi vì ắt hẳn có những công dân Úc đã có nhiều cống hiến hơn cho cộng đồng. Tôi cũng nhấn mạnh rằng tôi không thể nào đạt được những thành tựu nếu không có sự hỗ trợ lớn lao của nhiều người khác. Năm sau, tôi nhận được thư mời đi dự buổi trao giải thưởng cho người chiến thắng năm 2005. Nghĩ rằng nếu đã có người đến xem cảnh mình nhận giải thì mình cũng nên đi dự vì người nhận giải. Thế là tôi đi. Năm đó, giải thưởng được trao cho bác sĩ Chotsky. Khi đó, ông là trưởng khoa huyết học tại một trong những bệnh viện trọng điểm của Perth. Trong quá trình làm việc với các bệnh nhân ung thư, ông nhận thấy họ được tiếp nhận sự điều trị tốt nhất trong các khâu phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Nhưng sau đó thì không còn như vậy nữa.
Vì vậy, ông đã dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục bệnh viện dành ra một số phòng, từ đó lập nên một trung tâm trị liệu thay thế và bổ sung. Ở trung tâm này, bất cứ bệnh nhân ung thư nào đã trải qua các khâu điều trị thông thường cũng được tham gia một số liệu pháp bổ sung như châm cứu, massage bàn chân, massage Reiki, cùng nhiều cách trị liệu vốn không được xem là khoa học cho lắm, và tất cả đều miễn phí. Theo lý luận của mình, bác sĩ Chotsky cho rằng chí ít thì với những liệu pháp này, bệnh nhân có được trạng thái thoải mái và an tâm. Thí dụ, chỉ với nửa tiếng massage bàn chân, ít nhiều bệnh nhân cũng cảm thấy được quan tâm chăm sóc. Dĩ nhiên, ban đầu Chotsky cũng bị đồng nghiệp cười nhạo, nhưng ông đã vững vàng duy trì trung tâm này và rồi thu được một số kết quả khả quan đáng chú ý. Câu chuyện của ông đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi. Đến phần bác sĩ Chotsky lên phát biểu nhận giải, ông ấy đã nhấn mạnh vào niềm vinh hạnh lớn lao và sự bất ngờ, bởi vì ắt hẳn có những công dân Úc đã có cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn ông. Ông cũng khẳng định rằng một mình ông thì không thể nào đạt được những thành tựu mà phải có sự hỗ trợ lớn lao của nhiều người khác. Ngồi trong hàng ghế khán giả, tôi nghĩ, này này, đó là bài của tôi năm ngoái mà. Đúng là thế thật. Đó là những nội dung có trong bài diễn văn nhận giải của bất kỳ ai khi được tuyên dương trước cả đám đông. Ở đây, trường hợp của bác sĩ Chotsky đã hoàn toàn thuyết phục người tôi. Tôi nghĩ ông rất xứng đáng với sự vinh danh khi được trao huân chương John Curtin. Nó khiến tôi nghĩ, có khi nào chính mình cũng đã rất xứng đáng được trao giải vào năm ngoái. Nhiều học giả ưu tú đã nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng những gì mình làm, những thành quả của mình, và quyết định là mình xứng đáng kia mà. Mình có quyền gì mà nghi ngờ sự thông thái của họ, mà cật vấn một phán quyết đã được thông báo rộng khắp chứ. Tôi kết luận rằng, đúng rồi, nếu bác sĩ Chotsky xứng đáng với giải thưởng, thì tôi cũng xứng đáng với tấm huân chương mình được trao. Chỉ khi đó tôi mới thực sự tiếp nhận sự tán dương của giải thưởng, trễ đến một năm lần. Giờ thì khi những con người thông thái dành cho tôi sự khen tặng, tôi kính trọng đáp lại trí tuệ vô song của họ bằng cách nhận vào lời tán dương và nói xin cảm ơn. Tôi nghĩ mình đã xứng đáng. Câu trả lời của tôi dễ khiến người đối diện bật cười, vì nó không phải điều họ thường được nghe. Nhưng rồi họ cũng hiểu ra ý tôi, và dần dà cũng biết tiếp nhận sự tán dương tôi dành cho họ. Điều này đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong sự viên mãn tâm hồn của họ. Tái bút. Trước đây tôi đã khước từ sự tán dương, vì được dạy rằng lời khen ngợi khiến cái tôi của chúng ta phát triển. Tôi nghĩ là không phải đâu. Thay vào đó, biết tiếp nhận lời khen ngợi thì cái bụng, thì trái tim của chúng ta mới là những thứ được hưởng nhiều nhất. Lời khen và nguyên tắc 15 giây. Từ câu chuyện trên, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn thêm điều này. Các thí nghiệm tâm lý đã cho thấy rằng trung bình chúng ta phải lặp đi lặp lại lời khen ngợi trong vòng 15 giây đồng hồ thì mọi người mới chịu chấp nhận nó. Trong khi đó, những lời chỉ trích phê bình lại được mọi người đón nhận ngay tức thì. Bạn có để ý thấy rằng mỗi khi nghe ai khen tặng mình điều gì, lập tức chúng ta thường phủ nhận nó ngay bằng những suy nghĩ đại loại như: cô ta nói vậy là có ý gì nhỉ? Chắc anh ta sai rồi nên mới nói vậy thôi. Thôi được, hẳn đằng sau chuyện này phải có động cơ gì đấy. Vì vậy, nếu bạn có ý muốn khen vợ mình là một phụ nữ tuyệt vời, hay muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với chồng, hãy bấm giờ và không ngừng lặp đi lặp lại lời khen đó. Bạn sẽ thấy là phải mất 15 giây sau thì họ mới thật sự đón nhận lời khen đó. Phương pháp bánh mì sandwich kẹp thịt. Khi phải phê bình một ai đó, chúng ta thường gặp phải vấn đề trong cách thể hiện. Và sử dụng vậy này khiến người tiếp nhận bị tổn thương, còn bản thân bạn thì thấy ấy nấy, bất vui. Chính vì thế, vì sao chúng ta thường tránh bày tỏ ý kiến và khiến cho vấn đề ngày càng trở nên tệ hơn. Hãy tưởng tượng một doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại thế nào nếu người quản lý doanh nghiệp
cứ lưỡng lự không dám chỉ ra khuyết điểm của nhân viên vì sợ mâu thuẫn. Hay như một đội thể thao sẽ thất bại nặng nề nhường nào? Nếu người huấn luyện viên cứ đấn đá không chịu phê bình khuyết điểm của thành viên trong đội vì sợ gây ra bất đồng, chúng ta cần phải đưa ra những lời phê bình đúng thời điểm. Và sau đây là cách để bạn làm điều đó. Trước hết, hãy khen ngợi người mà bạn muốn phê bình và làm điều đó một cách thành thật, chân tình. Mục đích của sự khen ngợi là nhằm giúp đối tượng hiểu bạn tôn trọng họ và đánh giá cao những gì họ đã cống hiến cho tập thể, cũng như cho họ thấy bạn không chỉ biết chê bai, hạ thấp họ. Lời khen cũng có tác dụng giúp đối tượng lắng nghe tốt hơn. Thường chúng ta ít chịu lắng nghe điều người khác nói, mà thay vào đó chỉ thích lắng nghe suy nghĩ của bản thân. Lời khen sẽ là miếng mồi ngon, có tác dụng đánh lừa người nghe, khiến họ mất cảnh giác, và do vậy sẽ lắng nghe trọn vẹn điều bạn muốn nói. Lý do rất đơn giản, chúng ta ai cũng thích được khen, vì vậy mà sẽ lắng tai nghe nhiều hơn. Sau đó, khéo léo đưa ra lời phê bình, nối tiếp phần khen ngợi thông qua liên từ tuy nhiên, để dẫn lời khiển trách, răn đe hay góp ý của bạn vào tâm trí họ. Cuối cùng, chúng ta sẽ xoáy sâu vào lời khen nhằm củng cố cho đối phương thấy chúng ta không hề chối bỏ con người họ, mà chỉ muốn chỉ ra cho họ thấy rằng bên cạnh rất nhiều phẩm chất, họ vẫn có một vài khuyết điểm, mà lúc này mới là lúc thích hợp để chúng ta chỉ ra giúp họ. Phương pháp này sẽ giúp cho người nghe chấp nhận lời phê bình mà không cảm thấy giá trị bản thân họ bị hạ thấp, và chúng ta cũng không phải cảm thấy áy náy trong khi vấn đề vẫn được giải quyết. Nói một cách nôm na, phương pháp này cũng giống như hình ảnh của một chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt với hai lớp lời khen bọc lấy lời phê bình ở giữa. Nguyên tắc 70%. Trước khi đi tu, tôi từng là giáo viên một trường trung học ở Anh. Công việc dạy học cho trẻ vị thành niên áp lực đến nỗi có thể khiến bất kỳ ai cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ thế gian và đi tu. Lần ra bài thi đầu tiên vốn là môn toán, tôi đã phải nhờ đến một giáo viên lâu năm cho lời khuyên. Ông bảo tôi đừng cho đề khó quá, vì nếu điểm số trung bình là 30-40% thì các em sẽ nản chí, nghĩ rằng môn toán không dễ và rồi bỏ cuộc. Ngược lại, nếu đề thi quá dễ và hầu hết các em đều đạt thang điểm 90-100% thì bài thi sẽ trở nên vô ích, vì nó chẳng giúp đánh giá được sức học của các em. Do vậy, ông khuyên tôi nên ra đề thi sao cho mức điểm trung bình mà các em đạt được là 70%. Bằng cách đó, các em học sinh sẽ cảm thấy được khích lệ và phát huy hết khả năng toán học của mình. Đồng thời, tôi cũng có thể dựa vào 30% còn lại của bài thi mà các em đã phạm sai lầm để xác định được đâu là những điểm yếu của các em để khắc phục trong những bài học tới. Như vậy, 70% bài thi sẽ nhằm mục đích khuyến khích học tập và 30% còn lại là để các em rút tỉa kinh nghiệm. Sau này tôi nhận ra điều đó cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu thang điểm trung bình của những bài thi trong cuộc đời là 30-40%, bạn sẽ cảm thấy nản chí, thậm chí là tuyệt vọng và đầu hàng số phận. Ngược lại, nếu bạn luôn đạt được mức 90-100%, những gì bạn học được trong cuộc sống sẽ rất ít ỏi và chẳng có mấy thứ động lại. Nhưng nếu thang điểm trung bình trong cuộc sống của bạn là con số 70% kỳ diệu, bạn sẽ có đủ sức mạnh để duy trì động lực sống, đồng thời cũng trải nghiệm đủ thất bại để trưởng thành. Hãy bớt đòi hỏi nhau đi. Nguyên tắc 70% là một trong những ví dụ minh chứng cho lý do chúng ta không bao giờ nên mong đợi một cuộc sống luôn hoàn hảo 100%.
Nguyên tắc này cũng chỉ ra rằng đôi khi chúng ta được phép thất bại trong cuộc sống. Hãy cho phép mình được thất bại 30% trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy mình hạnh phúc, viên mãn. Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ mình không được thất bại, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng căng thẳng, đầy lo âu và thậm chí là muốn kiểm soát mọi thứ. Mà như vậy thì bạn còn bao nhiêu năng lượng tích cực và tình cảm để mà thực sự sống nữa đây? Vì vậy, hãy hạ thấp mức đòi hỏi của bạn xuống con số 70% và tận hưởng cuộc sống. Chúng ta thường đặt những mong đợi vào bạn đời của mình ở mức quá cao, đến nỗi khó mà chấp nhận được nhau lâu dài. Vì thế, nếu chồng bạn đạt mức 70%, hãy giữ anh ta lại. Còn nếu người vợ của bạn đạt mức 98%, hãy nói cô ấy nghỉ ngơi và phạm một số sai lầm. Nếu không, bạn sẽ bỏ cô ta. Tương tự, cha mẹ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con cái. Sự thật, có khoảng 10% số trẻ nằm trong nhóm dẫn đầu và khoảng 10% số trẻ nằm ở nhóm dưới cùng. Còn lại là nằm ở quanh mức học trung bình. Trung bình khá ở trường. Trong thực tế, tôi vẫn thường nhắc nhở các bậc cha mẹ, đồng thời là những Phật tử về việc thực hành thuyết trung đạo trong đời sống. Trong đó có hàm ý về thái độ của họ trong việc nhìn nhận sức học và những đòi hỏi họ dành cho con cái. Bởi vì trung đạo là bỏ qua những đối cực của thế giới. Còn đối với những người giữ tư cách con cái, các bạn cũng nên bớt trông đợi hay ỷ lại vào cha mẹ. Vì mỗi ngày qua đi, tất cả chúng ta đều sẽ phải trưởng thành và chín chắn hơn nữa. Ở một khía cạnh khác, các nam thanh niên thì muốn có được những cô bạn gái xinh đẹp, trong khi các cô gái thì thích lấy chồng giàu. Cả hai phía đều nên hạ thấp mong đợi của mình để sống hạnh phúc hơn. Khi một chàng trai lấy vợ đẹp, suốt cuộc đời anh ta sẽ sống trong sự ghen tuông vì sợ rằng một người đàn ông khác sẽ quyến rũ vợ mình. Nhưng nếu lấy một cô gái bình thường, anh ta sẽ không có nhiều nỗi lo. Trong khi đó, nếu một cô gái lấy chồng giàu, cô ta sẽ luôn sợ rằng chồng mình ngoại tình vì có nhiều tiền. Ngược lại, nếu lấy một người chồng nghèo, thì cô ta sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Các ví dụ ở trên cho thấy, chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn nếu biết hạ xuống các mong đợi của mình. Bởi vì khi đó, chúng ta biết cách chấp nhận thực tế. Ba sai lầm đáng nhớ nhất của tôi. Tôi không mong mình phải hoàn hảo trong cuộc sống, mà ngược lại, tôi thích cho bản thân phạm phải các sai lầm. Bởi khi tôi kể cho các bạn bè của mình nghe về những điều ngu ngốc mình đã làm, tôi thường khiến họ cười vui vẻ. Có đôi khi, tôi nghiệm ra rằng sự ngu ngốc của mình có thể giúp cho thế gian này hạnh phúc hơn đôi chút. Sai lầm thứ nhất. Một lần, tôi vừa hoàn tất đợt giảng dạy tu thiền 9 ngày tại Penang và được các nhà tổ chức tiễn ra sân bay. Họ mua cho tôi một ly cà phê rất ngon trước khi tôi lên máy bay. Nó vừa mạnh, vừa đậm đặc, lại rất ngọt ngào vì có kem. Tôi cầm lấy ống hút và định hút lấy hương vị thơm ngon đầy quyến rũ đó, nhưng chẳng được chút tẹo cà phê nào. Tôi bèn hút mạnh hơn, vẫn không được chút gì. Hẳn là cái ống hút đã bị nghẹt đâu đó. Thế là tôi hút thật mạnh và chợt nhận ra một số nhà tổ chức đang khúc khích cười tôi. Số khác thì lịch sự lấy tay che miệng, cố giấu nụ cười. Thế là tôi bèn rút cái ống hút ra và nhận ra rằng đó chỉ là một cái muỗng nhựa. Ở quê tôi,
người ta thường làm muỗng có cán dẹp bằng kim loại, chứ không phải loại cán thân tròn, mỏng và bằng nhựa như trong các tiệm cà phê hiện đại. Vả chăng vì cà phê trong ly rất đặc, khiến tôi không nhìn thấy được đầu kia của cái vật bằng nhựa này là gì. Tuy nhiên, vào lúc phát hiện ra sai lầm ngớ ngẩn ấy, tôi đã phá lên cười, khiến những người khác cũng có thể bật cười theo. Thế là tôi đã làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Sai lầm thứ hai, tôi khởi sự quá trình tu tập của mình ở vùng Đông Bắc Thái Lan dưới sự dẫn dắt của thiền sư Ajahn Chah. Khi mới đến đây, tôi không nói được nửa chữ Thái Lan, nên cứ phải học tiếng Thái theo từng tình huống cụ thể. Một hôm, tôi cần ít xà bông, thường thì tôi phải lên gặp trung thầy tâm và diệu hỏi pháp xin âm bằng tiếng Thái. Địa chỉ: trong tiếng chùa Thái, Khuôn Việt, xà bông gọi là 1355. Trong khi đó, tôi Hoàng lại phát âm không chuẩn số cũ 318, Sapo, Xuyệt, nghĩa là 119, Phạm Văn Hai. Thế là năm, thầy Ajahn Chah bèn hỏi tôi xin khóm làm website, gì. Diệu tôi trả lời: .net. Để con tắm ạ. Nghe vậy, Xuyệt, thầy cười suýt ngã khỏi ghế. Suốt mấy ngày liền, thầy vui vẻ kể lại cho khách tham quan nghe rằng: các ông bà có biết không, những người phương Tây này tắm bằng khóm đấy. Nền văn hóa của họ tiên tiến thật. Rõ ràng, nỗ lực học tiếng Thái của tôi đã mang lại cho thầy nhiều khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Sai lầm thứ ba, một lần tôi được nhờ tiến hành tang lễ cho cha của một Phật tử Sri Lanka trong chùa. Với tư cách chủ trì tang sự này, tôi đứng cạnh cái giá để kinh trong nhà quan. Tôi chào hỏi những người đến viếng và rồi mở lời trịnh trọng: thưa các ông các bà, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ của bạn tôi, người vừa qua đời. Lập tức, một phụ nữ đứng tuổi ngồi ngay hàng ghế đầu đứng dậy và cắt ngang lời phát biểu của tôi đầy phẫn nộ: tôi có chết đâu, chồng tôi ấy chứ. Thế là mọi người cười rộ lên, và có lẽ là người chết nằm trong quan tài cũng phải sốc. Bởi tên gọi của người Sri Lanka rất dài và khó đọc đối với một người phương Tây như tôi, nên tôi đã quyết định dùng cách gọi mẹ của bạn tôi để chỉ người quá cố, và tôi đã nhầm to. Lẽ ra phải là cha của bạn tôi thì mới đúng. Nhưng nhờ vậy mà từ đó đến hết buổi lễ, mọi người luôn vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm đẹp xa xưa với người quá cố, khiến cho buổi lễ trở nên thật ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng. Một buổi chiều muộn, tôi nhận được cú điện thoại báo rằng có một gia đình Phật tử đang trên đường đến gặp tôi sau khi họ vừa có một buổi làm việc với cảnh sát. Sáng hôm đó là một cơn ác mộng đối với họ, vì khi tỉnh giấc, họ phát hiện ra cậu con trai 17 tuổi của mình đã treo cổ tự sát. Thông thường, chúng ta khó đoán trước được sự tự sát ở những người trẻ tuổi. Cậu bé có rất nhiều bạn bè và không hề có dấu hiệu trầm cảm nào. Ở trường, cậu sống vui vẻ và đang chuẩn bị thi đại học. Mọi người luôn nghĩ cậu học rất giỏi. Không một ai nhận thấy có chút dấu hiệu nào báo trước sự việc đáng tiếc đó. Cha mẹ của em dằn vặt bản thân vì thấy mình có lỗi. Họ cứ tự hỏi đi hỏi lại chính mình và nghĩ rằng lẽ ra mình đã có thể làm điều này hay nói điều nọ để ngăn chặn sự việc xảy ra. May thay, triết lý của Đạo Phật là không tự cường điệu những sai lầm bản thân, không tự dung dưỡng những điều tiêu cực để chúng trở thành những con quái vật nội tâm. Bản thân họ cũng là Phật tử. Thế nên, tôi đã có thể dễ dàng trấn an họ
rằng họ không đáng trách trong chuyện này, rằng những vụ tự vẫn như thế vẫn xảy ra ở các gia đình có cha mẹ hết mực quan tâm, tận tụy với con cái. Và may sao, họ đã chấp nhận được. Sau đó, họ chia sẻ thêm với tôi một mối quan tâm khác có liên quan đến viễn cảnh kiếp sau mà họ lo là sẽ xảy ra với con trai của mình. Họ nghe nói những người tự vẫn sẽ bị đày xuống hỏa ngục, phải đối diện cái chết của đứa con đã là một tổn thương đủ để gây ám ảnh. Lại thêm việc nghĩ đến cảnh cậu bé phải hứng chịu đày đọa sau khi chết thì sẽ càng khiến họ cảm thấy đau khổ hơn. Cho dù có tin vào cuộc sống sau cái chết hay không, thì tất cả chúng ta đều có xu hướng thích nghe thấy rằng những người thân yêu của mình đã đi về một nơi hạnh phúc hơn. Bởi vậy mà bạn hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tin rằng người thân đã khuất nay đang phải sống ở một nơi tồi tệ không gì tả xiết. Được biết cậu bé ấy sắp thi đại học, tôi bèn hỏi cha mẹ cậu rằng có bao nhiêu môn cậu phải thi và mỗi bài thi phải dài bao nhiêu trang. Họ lúng túng khi nghe tôi hỏi điều đó giữa lúc như thế này. Tuy nhiên vì tôn kính tôi, họ cho biết em phải làm 4 bài thi và mỗi bài dài 2 trang. Tôi bèn hỏi trung bình mỗi trang có bao nhiêu câu hỏi. Họ cho biết mỗi trang có khoảng 8 câu hỏi, nghĩa là có tất cả 64 câu hỏi để thi vào một trường đại học ở Úc. Tôi nói, điều gì sẽ xảy ra nếu một học sinh trả lời đúng 63 câu và sai câu còn lại? Liệu em học sinh đó có được nhận vào trường đại học hay không? Cha mẹ của cậu bé cười và nói, dĩ nhiên là được ạ. Và họ đã hiểu ra sự ẩn dụ ở đây. 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 Ẩn dụ ở đây.